Em xin chào cả nhà nha, em vườn hoa lan rừng trọng MBS Hôm nay em lại tiếp tục lên phiên bán hàng Hôm nay thì em bán dòng uh, quế lá xếp Và những uh, tác phẩm uh, lan rừng uh, nở hoa chuẩn vào dịp Tết Đó, Như đây là một cục uh, tác phẩm hòn phi hạt này Đó. Rồi bên đây uh, bên đây tiếp theo cũng là cái tác phẩm hòn phi hạt này Đó, Rất là lớn nha Đó, Tác phẩm hòn phi hạt và hiện tại đang nụ rất là nhiều nụ chi chít luôn. Đó, cái này tác phẩm này mà các anh chị em cô chú nhà mình mà làm quà tặng biếu Tết thì không còn gì ý nghĩa hơn nữa nha. Đó. Mầm góc rất là nhiều. À, rồi uh, chuỗi ngọc, hoa lan chuỗi ngọc, hoa lan chuỗi ngọc và uh, hoa nở chuẩn vào uh, dịp Tết nè. Hiện tại đang uh, đang nụ rất là nhiều. Đó, cả nhà mình xem này hiện tại cây đang nụ nè. Em nụ rất là nhiều nha Hôm nay thì em chọn lên dòng quế lá xếp rồi, em chọn qua bên này nha Bên này là quế lá xếp này rồi hôm nay thì em xin phép vào phiên bán hàng luôn nha Hôm nay thì em bán mẹ V này V1 là chậu quế lá xếp này chậu này được thuần trong chậu gỗ Đó, được thuần chậu gỗ đường kính phi 3540 đó, bên em chọn bán hàng vẫn là hình thức cũ nè, chưa bao gồm tiền phí ship. Rồi, cái V1 này, 10 ngọn, 10 ngọn to nhỏ như thế này, 10 ngọn có dư nè. Rồi, mẹ này em bán với giá là 600 ngàn, Đó, 600 ngàn. Tiếp thêm lên cái V2, cái V2 này là 7 ngọn, Đó, 7 ngọn to nhỏ như thế này, cây xếp rất là chuẩn nha. Đó, cây nó nhỏ Hiện tại cây giống nhỏ mà Cả nhà mình xem bạn lá này Rất là to nha Rồi bảy ngọn to nhỏ này Thì em bán với giá là 850 ngàn Chưa bao gồm tiền phí ship Đó, cả nhà mình muốn lợi cước Thì cả nhà mình gộp đơn nha 700, à, 850 ngàn cho cái V7 Rồi tiếp theo em sẽ lên cái V8 V8 V3 Em lên cái V3 V3 này 6 ngọn 6 ngọn này em bán với giá là 500 ngàn đó, chậu gỗ rất là bài bản Cái chậu không cũng hết trăm mấy rồi nha cả nha Rồi tiếp theo em sẽ lên cái V4 V4 này là 5 ngọn 5 ngọn to nhỏ này Em bán với giá là 700 ngàn Đó, Cây xếp rất là đẹp nè Quê trắng tháng 8 nha rồi V45.700 nha rồi tiếp theo em sẽ lên cái V 5 V5 này 6 ngọn 6 ngọn to nhỏ như thế này em bán về giá là 490.000 à, 490.000 cho chậu này nha thần chậu gỗ đường kính 35 40 nè rồi tiếp theo em sẽ lên cái v6 v6 này là 6 ngọn 6 ngọn to nhỏ như thế này Em bán với giá là 380 ngàn Cây xếp rất là chuẩn nha Đó, Có một cây rất là lớn nè Rồi em bán với giá là 380 ngàn nha Tiếp theo là V7 V7 này 7 ngọn to nhỏ Đó, 7 ngọn to nhỏ như thế này Em bán với giá là 550 ngàn đó, 550 ngàn cho một chậu quế như thế này Thuần cây rất là khỏe đó nè cây cả nhà mình nhìn cây thì cũng cảm nhận được rồi đúng không ạ rồi tiếp theo em sẽ lên cái V8 V8 này là 6 ngọn 6 ngọn này em bán với giá là 490 000 toàn bộ là cái dòng quê tháng 8 này là dòng cây có giá trị cho nên em chọn thuần chậu gỗ hết nha nó thuần chậu gỗ đẹp hết này rồi cái này là V8 6 ngọn 490 000 rồi tiếp theo là em lên chậu V9 V9 này là 11 ngọn 11 ngọn được thuần chậu gỗ và được thuần lũa nha Đó thuần lũa là cả nhà mình thấy đó Rất là giá trị đúng không ạ Thuần lũa thì cả nhà mình chơi 5 năm 10 năm gì nó cũng không có hư được cái cục lũa nha đó, Cây okay, xếp rất là chuẩn nè Rồi chậu này 11 ngọn em bán với giá là 890 ngàn đó, 11 ngọn xếp đều chuẩn V9 11 ngọn 890 ngàn Đó, cây xếp rất là chuẩn nè Rồi, tiếp theo em lên cây V10 V10 Chậu này 10 ngọn Em bán với giá là 850 ngàn Đó, Chậu này thuần lũa luôn nha Cây rất là đẹp nè Rồi, 850 ngàn chưa bao gồm tiền phí ship nha cả nhà rồi V11 tám ngọn em bán với giá là 680.000 ngàn. 680.000 ngàn cho chậu này Thuần chậu gỗ rất là bài bạn rồi tiếp theo em sẽ lên cái V12 5 ngọn 5 ngọn này bên với giá là 480.000 V12 480.000 Rồi, tiếp theo em sẽ lên cái V13, V13 chậu này 5 ngọn, 5 ngọn em bán với giá là 520 ngàn. Đó, thuần chậu gỗ rất là bài bản nha, 520 ngàn. Rồi, tiếp theo em lên cái V14, V14, này là 9 ngọn, 9 ngọn này, thuần lũa em bán với giá là 950 ngàn. Đó, 950 ngàn, chậu cây xếp rất là chuẩn nè. Rồi V15 9 ngọn này em bán với giá là 850 ngàn Đó, V15 850 ngàn Được thần lũa nha Dòng quê tháng 8 này Thì nó nở hoa thì cả nhà mình biết rồi là Rất là thơm Một chậu như thế này thôi Mà nở hoa thì mình trưng trong phòng khách đi Thì cái hương thơm đó là Ngào ngạt rồi nha Rồi V16 9 ngọn này Em bán với giá là 600 ngàn cho V16, 9 ngọn, 600 Rồi, tiếp theo là em sẽ lên uh, những cục tác phẩm nha Em ơi, yeah. cầm giùm anh cái chậu để anh quay với Rồi, cái V17 này là chuỗi ngọc Đó, chuỗi ngọc là chậu tác phẩm này nè Đó, cả nhà mình làm quà tặng biếu Tết hay là gì nó cũng ok nha Đặc biệt cái dòng này á, thì nếu như mà hoa tự nhiên nó thì nó không vào dịp Tết nha cả nhà. Đó, hoa tự nhiên thì sẽ không vào dịp Tết. Đó, cho nên cục tác phẩm này thì bên em chồng chăm nó đanh cây thì em chồng có thể làm được cái hoa Tết này. Rồi, cái V17 cục tác phẩm này thì em bán với giá là 3 triệu. Đó, cho một cục chuỗi ngọc được ghép thuần gỗ to khủng như thế này. Và nụ rất là nhiều nha. Đó, nụ chi chít luôn. Rồi cái V17 Em bán với giá là 3 triệu Đó Hoa nợ chuẩn vào dịp Tết nha Cả nhà mình làm uh, quà tặng hay là gì Thì cũng rất là giá trị Rồi chúng ta thêm lên cái V18 V18 này là dòng hòn phi hạt Hòn phi hạt thì cục này cũng là tác phẩm nè Đó Hòn phi hạt này nếu như mà để nở tự nhiên Cũng không vào được dịp Tết nha nó bên em trồng trăm cây cối đạt Đanh cây thì em trồng có thể làm hoa được nè Giờ cao lên nghiêng xuống đó, cả nhà mình xem này, một cục xỏ đều luôn nha. Đó, cả nhà mình xem nụ này. Nụ rất là nhiều. Giò này được uh, thuần cục gỗ nữa nè. Rất là dễ chạy. Rồi, cái V18 này, giò hồng phi hạt này em trồng bán với giá là 2 triệu 500 ngàn. Chưa bao gồm tiền phí ship. Đó, đặc biệt nụ nè. Nụ rất là dày nè. Mầm gốc, mầm gốc thì hiện tại đang ra tua tụ luôn nha. Rồi V18 2 triệu 500 ngàn Rồi tiếp theo em sẽ lên cái V19 V19 này Cục hòn phi hạt này cũng là một tác phẩm nè Đó cả nhà mình làm quà biếu tết hay là Quà tặng thì quá là dễ trị rồi V19 này là cục hòn phi hạt luôn nha Đó hoa nụ hoa này Cả nhà mình nhìn này Rất là dày Chi chít luôn rồi V19 này em bán với giá là 2 triệu 500 ngàn Đó. Đặc biệt là dòng hòn phi hạt Cả nhà mình lưu ý dùm Em chọn là nếu như mà mình để tự nhiên á, Thì nó sẽ không vào được cái dịp Tết nha Đó. Và đặc biệt hòn phi hạt Thì hoa màu trắng vàng Cánh phớt tím Cánh, cánh phớt tím Cánh trắng hồng vàng Đó. Đặc biệt thì hoa nó nở Thì ngoài 25 ngày Cả nhà mình không tưới nước vào hoa nha Hoa nở ngoài 25 ngày Những do cục tác phẩm này Các anh chị em cô chú nhà mình mua hàng bên em trọng Thì em trọng đảm bảo cho cả nhà mình là Chuẩn vào dịp Tết đó Rồi phiên bản hàng tụi em đến đây Thì em cũng xin phép kết thúc Và hẹn cả nhà mình video clip sau Em sẽ lên nhiều tác phẩm hơn nữa nha